Chào các bạn, mình là Sơn Tinh TV, chúc bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hôm nay mình mời các bạn đến tham quan chùa Ân thuộc của thành phố Trà Vinh. Phía trước này đường vào cổng chùa các bạn. Phía trước cổng chùa có viện bảo tàng của văn hóa dân tộc Khmer các bạn. Các bạn trước chỗ viện bảo tàng của tỉnh Trà Vinh á, các bạn về đây thì có quà lưu niệm như thế này nè. Những đồ vật bắt cá của người Khmer đó các bạn. Còn cái này là cái khai, cái giỏ để đựng trầu cho các bài cụ ha. Nước hoa nè. Đủ loại luôn ha. Sâu chuỗi nữa nè. Cái hồ lô rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ vào trong chùa mình review cho các bạn xem ha. Phía trước này là cái tháp đó các bạn, tháp để cốt những các vị sư trong chùa, các sư cả trong chùa đã viên tịch đó các bạn. Rắn năm đầu các bạn, rắn Naga, có nàng nữ, có những kiến trúc của người Khmer rất là độc đáo luôn các bạn. Quanh chùa có xây cái ao các bạn, xây vòng quanh chùa luôn các bạn, còn có những cột đèn rất là đẹp luôn. Phía trước mặt mình các bạn thì tượng có ông Tà. Còn hình tượng này là Tứ Đại Thiên Vương các bạn, đều có bốn mặt, bốn mặt đều bốn hướng các bạn. Về cây cột thì được dán những hoa văn rất là tinh xảo các bạn. Còn phía trên thì có vị tiên nữ cây no cùng với lại voi trắng ngà xanh, nhìn rất là đẹp đúng không các bạn.
Còn bên đây là cái cột đèn đó các bạn. Còn phía bên này là hoa mùa quế các bạn. Khi vào trời sụp tối á, hoa sẽ rất là thơm các bạn. Em mình vô quay chùa Ân, tình cờ mình có gặp cô gái Khmer với trang phục và truyền thống của người Khmer các bạn. Quanh đều ôm lấy ngôi chùa các bạn. Còn phía bên này thì cái tháp, còn phía trước đó thì ngôi chính điện. Các bạn vô chính điện xem như thế nào ha. Phía bên này thì có điêu khắc những hình 12 con giáp các bạn. Hoàng hậu Maya.
các bạn xem thì thôi mình sẽ xuống dưới mình review thêm một chút. Còn phía bên này thì có tha la long thọ, có hai trái các bạn, dài cũng nhiều lắm. Còn phía trước màn hình đây các bạn thấy đấy, cũng giống như một cái chòi hay là cái nhà nhỏ nhỏ. Thật sự đây lại cho các bà cụ thường thường thì đi thiếp đó các bạn. Thì các bà cụ đi thiếp thì trong đó cũng thọ giới là 8 điều các bạn, 8 điều giới cấm cũng như các vị sa di. Thì không phân biệt tuổi tác khi vào trong đây để mà ngồi thiền coi về quá khứ của đời mình. Có nếu mà có duyên thì ngồi sẽ thấy về duyên của mình, duyên kiếp trước như thế nào thì đều thấy trong này. Thì trong ngồi trong này khoảng chừng một tầng ha các bạn. Phía xa xa là tượng Phật Ngọc đấy các bạn, trông rất là đẹp. Các ngôi chùa đều là hồ, hồ sen. Phía bên kia cũng có tượng, cũng có tháp. Sứ trồng rất là phía bên chùa Ân rất linh thiêng các bạn. Khi mà bị người ta thường gặp như làm ăn không được hay là bị ngã bùa gì đó, về đây sư thầy sẽ tụng và xối nước cho các Phật tử để mà xả xui các bạn. Đang chào cô từ đâu đến rồi cô? Đức Hòa. Đức Hòa Long An hả cô? Thì có nhiều khách quý Phật tử là từ xa đến đây đi mà chữa bệnh hay là coi về tử vi hay là coi về gia đạo của gia đình hả các bạn. Phía bên này mình thấy là 2483, tức là chắc Phật lịch đó các bạn. Còn về năm thì mình không thấy là xây dựng hồi năm nào. Thì 2483 đó tức là Phật lịch đó các bạn. Phúc nữa.
dưới bên đây là của hình ảnh của Hòa Thượng dự các hội nghị đại hội các bạn. Rất nhiều ảnh luôn ha. Sau khi hai anh em đi mà nay nó quay bây giờ cũng quay đã khá nhiều rồi các bạn, cũng khá hơi bị dài rồi. Thì mình xin dừng video tại đây. Thì chúc các bạn luôn luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc.